Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Tokyo Camera Sài Gòn. Thì ngày hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị để mà review một cái sản phẩm mới dành cho Mavic 2 Pro, đó là cái tay Smart Remote Controller kèm theo cái bộ Mavic 2 Pro mới này. Thì hôm nay thì cũng bên mình cũng có một vị khách rất là quý, đó anh Giang Nguyễn ở bên nhóm Bay Tele. Đây, mình của nhóm Bay Tele thì anh sẽ là người sử dụng và cũng là khách, thì hôm nay sẽ trực tiếp làm cái video review, nó sẽ khách quan hơn là cửa hàng hay là một ai khác. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái phần giới thiệu phần review này qua cho anh biết. Đấy, chào các bạn, bạn Quốc vừa giới thiệu về mình thì mình là Giang nhóm Bay Tele, và hôm nay mình đến đây thực tế thì mình mua hàng cái sản phẩm này và mình thấy nó khá là hay, vì mình biết là hiện tại cái sản phẩm này ở Việt Nam nó cũng chưa có nhiều và cũng có ít bạn sẽ có cơ hội để cầm trên tay để review được. Thì hôm nay sẵn có cơ hội mình mua cái thiết bị này luôn, hôm nay mình ở đây để mình nói sơ về sản phẩm với những cái gì mà mình tiếp cận đâu khoảng chừng gần tiếng đồng hồ ra đây cho cái việc cầm cái máy này trên tay và cái thiết bị này. Cái máy bay thì chắc là đa số các bạn đã biết rồi, thành ra là thôi mình sẽ không nói nhiều về máy bay. Mình sẽ tập trung vào cái thiết bị này. Đây là thiết bị được cho là mới nhất của DJI. Họ đã kết nối với cái này và cái này nó sẽ chuyển tín hiệu về rất là tốt. Mọi thứ ở trên cái này họ đã update rất là nhiều thứ so với cái remote cũ như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết nha. Mở máy lên, mở remote lên. Rồi. DJI họ cho chúng ta hai cái cách để có thể mở được cái remote này. Cách thứ nhất là các bạn ai đã xài DJI thiết bị của họ thì đã biết rồi. Đây là cái nút nguồn. Nút nguồn của họ thì có thể mở bằng hai cách. Với thiết bị này sẽ mở bằng hai cách. Thứ nhất là các bạn có thể bấm giữ tay để mở theo cái cách mới. Có nghĩa là giống như một cái thiết bị mở nguồn bình thường, không phải thương hiệu DJI. Và cách mở nguồn thứ hai là vẫn giống như thiết bị DJI bình thường, nghĩa là bạn nhấp một cái và bạn bỏ ra tí, sau bạn nhấp, bạn giữ thì nó sẽ mở máy lên. Thì thiết bị này nó cũng làm cái điều đó và họ sẽ cho bạn hai cái cách mở nguồn. Về tổng quan thì cái thiết bị này nó cũng to và khá là nặng đấy, vì đây là màn hình 1.5 đến 5.5 inch và nó dính liền như thế này. Đây là hai viên pin chứ này, đúng không? Hai viên pin, nó C1 C2. Ở phía sau này chắc bạn phải mang máy lại đây, bắt đầu mình sẽ được cái này nhé. Quốc sẽ là người trực tiếp. Này. Tổng quan ở trên mặt trước của máy thì nó sẽ có cái này. Thứ nhất là đây là nút Home để nút dừng lại tất cả các cái hoạt động khi mà ở các cái chế độ bay thông minh. Và Return Home, đây là nút Return Home. Đây là ba cái chế độ bay. Thông thường với cái bản Mavic 2 với cái remote thông thường thì cái nút đó nó nằm ở đây. Thì cái nút này tương tự nhưng họ đã đặt vào đây. Và đây nó có cái thêm cái chấm màu đỏ để những bạn nào khi bay sẽ dễ để ý hơn, vì chế độ B là chế độ vệ tinh đấy, là cái chế độ này thường xuyên bay nhất. Và ở đây người ta đã đặt luôn cái màu đỏ cho các bạn để các bạn dễ nhận diện. Mặt trước chúng ta có thêm một cái, tất nhiên đây là nút nguồn, đây là nút 5 chiều, nút điều hướng 5 chiều. Có một cái nút mới ở đây, bởi vì thiết bị này nó chạy luôn cả một cái hệ điều hành hoàn chỉnh. Thành ra là họ sẽ có thêm một cái nút trở về giống như những cái thiết bị Android bình thường. Đây là cái nút xác nhận, cái nút confirm, nút xác nhận những cái chức năng. Tương tự như các cái phím đang có ở trên cái remote bản phiên bản bình thường thì nó vẫn có cái phím chụp hình và lấy nét ở đây. Tiếp theo đây là nút phím record video. Rồi, điểm mới mà rất là nhiều người đang mong chờ với cái phiên bản của nâng cấp remote này, đó là thứ nhất, cổng HDMI này. Đây là cái cổng HDMI. Theo cái cách của DJI họ thông báo với người dùng, đây là cái cổng này có thể phát ra được cái tín hiệu 1080, 2K7 và 4K60. Có nghĩa là tín hiệu từ thiết bị bay của bạn đưa về với Oxygen 2 thì nó là 1080. Và thiết bị này nó có thể đẩy ra tín hiệu màn hình của bạn lên đây được 4K. Đây, chúng ta cái thiết bị này cảm thử luôn. Mình sẽ cảm thử cho các bạn xem. Cổng HDMI, đây là cổng HDMI chung chuẩn 1.4. Nó là đây như bình thường. Các bạn mở TV lên. Và đây.
ta sẽ có cái kết nối. Mặc định thì khi các bạn mở cái thiết bị bay này lên, cái remote này lên thì nó sẽ có cái giao diện kết nối sẵn với máy bay luôn. Và đây là cái app Easygo 4. Song song đó thì ở đây sẽ có một cái vài cái giao diện nhất định, có một vài cái app nhất định mà khi các bạn bấm vào đây các bạn sẽ có thể điều khiển và cài thêm một vài app nhất định mà Easygo họ chỉ định. Mình sẽ bách nó về đây. Và đây các bạn bấm Go như là một cái thiết bị bình thường trên điện thoại. Rồi vào đây thì bình thường rồi. Ở trên này nó có một vài cái tùy chọn cho cái việc mà bởi vì có thêm một vài thiết bị cho nên là design là họ định nghĩa lại các cái kết nối. Đây. Thứ nhất là cái kết nối về HDMI. Thì HDMI họ sẽ cho phép nhiều cái tùy chọn và định dạng tùy chỉnh hơn. Các bạn kéo từ trên màn hình xuống. Các bạn giữ tay vào cái nút HDMI này. Họ sẽ cho bạn vài cái tùy chọn. Đây. Đây là HDMI Resolution, cái độ phân giải của cái HDMI khi mà cái cổng này đẩy ra tín hiệu ra cho bên ngoài. Đây là Screen Zoom, đây là HDMI Rotation, là cái xoay đấy. Đây là Output Mode. Output Mode ở đây nó có 3 cái chế độ. Thứ nhất là Camera View, thứ hai là Picture In Picture, hình trong hình. Duplicate là song song. Đây. Này, các bạn có thể chọn cái chế độ nào mà phù hợp với cái công việc hiện tại của các bạn. Nút back. Đây. Ở cái chế độ HDMI Resolution này mình sẽ mở cho bạn, quên, mình nhầm. Đây, mình thiếu một tí. Cái chỗ HDMI Resolution này, bạn bấm vào và design họ sẽ cho bạn các cái tùy chọn để có thể đẩy tín hiệu ra ngoài được kia, ra ngoài cái màn hình cổng này. Đây, đây là cái 3840-2160B là 4K30. Đây. Họ cho phép các bạn 4K60 ở chế độ DCI. DCI có nghĩa là các bạn đang quay ở 24 frame hình giây đấy. Tiếp theo, đây. Họ cho phép 4K ở 60 frame hình giây ở chế độ DCI luôn. 50 frame hình giây. Đây là rất là nhiều cái tùy chọn mà bạn nào hiểu sâu về thông số thì sẽ biết cái thông số này. Thì mặc định mình khuyên các bạn nên chọn ở tùy theo cái thiết bị hiển thị của bạn sẽ nhận, là có thể là TV hay là cái thiết bị màn hình phát, hoặc là cái bộ nhận để các bạn livestream hay là gì đó thì các bạn sẽ chọn phù hợp. Thì đa số các livestream hiện tại để mà tối ưu hóa nó thì các bạn sẽ để ở chế độ 720 thôi. Đây 1280 720, tùy theo cái mục đích của các bạn mà bạn chọn. Có thể là 1280 720 30 frame hình giây, có nghĩa là NTSC, hoặc là các bạn có thể chọn 25 frame hình giây. Họ có rất là nhiều tùy chọn cho các bạn. Thì với Facebook và với YouTube hiện tại khi các bạn livestream á thì họ cho phép các bạn sử dụng cái chế độ hình ảnh tốt nhất ở 720, vì nó còn phụ thuộc vào cái đường truyền của các bạn từ cái thiết bị của bạn đẩy lên trên server để YouTube phát được cho bạn thôi. Thành ra là tối ưu nó vẫn là 720. Nhưng mà ở đây trên cái thiết bị này họ cho phép các bạn tùy chọn con số chính xác để thiết bị nhận nó nhận là cái gì. Thứ hai nữa, ở đây các bạn có chế độ auto, các bạn có thể chuyển sang cái chế độ auto để khi mà thiết bị này nó đẩy cái tín hiệu ra ngoài bên cái thiết bị nhận thì thiết bị nhận nó nhận được bao nhiêu, các bạn có thể để sang chế độ auto nếu các bạn không biết là thiết bị nhận của mình bao nhiêu. Các bạn có thể đây tới đây. Đây các bạn chọn sang chế độ auto. Xong. Nó sẽ hỏi bạn là có confirm hay không. Rồi, ok, thế thôi. Là nó sẽ đẩy ra ngoài kia và ngoài kia sẽ nhận theo đúng cái tín hiệu mà bên cái thiết bị nhận nó đẩy về, nó phản hồi về là nó nhận được bao nhiêu. Ở đây thì bởi vì cái thiết bị này nó nhận được đến 4K cho nên mình chuyển sang 4K luôn. Đây mình đang ở 4K rồi ha. Rồi. Mình nói thêm tí xíu về cái HDMI này. Thì với cái HDMI này á, các bạn có thể làm được rất là nhiều việc. Ngoài cái việc mà các bạn sử dụng cái tín hiệu hình ảnh từ cái camera các bạn đẩy về và đẩy lên trên cái màn hình này và đẩy ra thiết bị đầu cuối, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái app và sử dụng các cái chế độ đọc file, đọc thẻ, đọc tín hiệu của nó để các bạn có thể xem phim như đó là một cái thiết bị Android bình thường hoặc là thiết bị iOS bình thường. Tóm lại nó sẽ là một cái thiết bị giống như thiết bị tablet. Các bạn có thể vào đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ thử test một cái chế độ để các bạn thấy là nó sẽ đọc được cái file từ bên ngoài nhé. Mình sẽ lấy cái USB. Mình đang có một cái USB. Đây là thiết bị USB 128GB. 128GB nó vẫn đọc được.
các bạn cắm vào cái cổng thiết bị này. Đây, cổng này là cái cổng để kết nối đa năng của nó. Đây, các bạn cắm vào 128GB. Đây, cắm vào. Rồi, đây các bạn chọn sang cái chế độ này. Đây là cái chế độ Minty của nó để có thể chuyển sang các cái app khác ngoài cái việc mà bạn sử dụng DJI Go 4 để bay. Bấm vào đây. Rồi, các bạn kiếm vào cái chỗ để mà đây, File Explorer này. Bấm vào đây. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tùy chọn, bao gồm thứ nhất là Internal Storage. Storage này là cái bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong của cái thiết bị này á, nó được DJI cung cấp cho các bạn đến 16GB. Và hiện tại bây giờ mình đã lưu một số thứ cũng như là chạy hệ điều hành, cho nên nó còn khoảng gần 10GB thôi. Các bạn có một cái cổng SD card ở đây. SD card ở đây các bạn có thể cắm vào và nó sử dụng micro SD. Các bạn cắm vào đây và nó vẫn hiển thị ở đây. Thiết bị cái thẻ của mình là 64GB và hiện tại mình đang xài nhiều rồi, nó còn 36GB. Tiếp theo là cái USB flash drive. Cái mình đang mới về cắm đây. Đây bây giờ ví dụ như mình bấm vào đây để mình mở cái USB này. Đây. Nó sẽ đọc rất là nhiều file ở trong này. Mình tin là đọc rất là nhiều file, nhưng tất nhiên là trong cái khuôn khổ của cái buổi giới thiệu này thì mình sẽ giới thiệu một vài các cái file về media thôi để cho các bạn xem ha. Để xem đây. Đây là đọc file media này. Đây. Nó đọc một cái file nó như thông thường thôi. Đây, ví dụ như đây là đọc hình ảnh. Nó sẽ đẩy tín hiệu hình ảnh lên bên kia. Đấy, các bạn thấy nó đẩy tín hiệu hình ảnh lên bên kia đấy. Và đây sẽ là một cái thiết bị nếu như các bạn không bay, các bạn muốn xả pin, rồi các bạn muốn làm cái gì trên này, và ví dụ như đây là một thiết bị mà các bạn muốn xem phim, ok, có phim trên này cắm vào xem thế thôi, đơn giản mà. Các bạn không làm cái động tác bay thì các bạn có thể làm được điều đó. Hoặc đây mình có thể mở sang cái chế độ để xem trên này mình có cái video nào đó. Nhiệt độ điều hòa xuống nóng. Ok, đây mình có một cái video nhỏ nhỏ để các bạn xem thử nha. Đây. Đây là cái video mình đã bay bằng cái thiết bị bay khác, và mình sẽ cắm vào cái cổng USB này để mình lấy tín hiệu ra và nó đẩy lên đây. Thì đây là một cái thiết bị phát bình thường, nó không còn sử dụng là một cái chức năng của một cái remote bình thường nữa. Đây là thiết bị phát, giống như cái tablet hay là một cái máy tính bảng của bạn vậy đó. Đây, đẩy ra đây đúng rồi, cứ xem vậy thôi. Đây. Đấy, và đặc biệt là cái độ phân giải của cái màn hình này cực tốt. Theo công bố của DJI thì họ cho cái độ phân giải và cái độ sáng của màn hình này là 1080 và 1000 nit. 1000 nit là rất là lớn. Nghĩa là với cái màn hình này thì DJI xếp vào dạng màn hình chống chói và các bạn có thể ra nắng. Để các bạn có thể thao tác ngoài trời nắng mà không cần phải che chắn nhiều, mà các bạn vẫn có thể thấy hình để có thể điều khiển được. Ví dụ như với những cái thiết bị thông thường như này, các bạn khi bạn cắm vào cái remote này thì rõ ràng là khi ra nắng các bạn phải che chắn rất là nhiều, vì cái độ sáng của màn hình điện thoại nó không thể nào nó đạt đến cái độ sáng này được. Màn hình điện thoại đâu đó khoảng chừng 500 là hết. Đây là độ sáng 1000 đấy, rất lớn. Rồi, đây là nó đọc file ha, đọc file nãy giờ các bạn thấy rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ thử nha. Sẽ thử cái chế độ để khi mà cái thiết bị bay nó bay lên thì cái hình ảnh nó sẽ truyền về như thế nào. Bây giờ mình vô cái DJI Go nha. Rồi, bạn giúp mình để cái đâu đó chỗ trống trống mình bay lên cái này. Ok, lên ngay tại đây. Rồi lên luôn. Này. Giao diện bình thường nó vẫn là đây. Nó giống như cái giao diện mà các bạn thấy trên cái thiết bị điện thoại của mình thôi. Này, latest version, nhớ update thường xuyên. Rồi, Go Fly. Rồi, nó sẽ đẩy tín hiệu về đây. Okay. Nó đang nhận cái tín hiệu 4K luôn nè các bạn. Hồi nãy mình set 4K nè. Đang nhận tín hiệu 4K nè thấy không? Đặc biệt là cái máy này á, nó có thể đẩy ra tín hiệu ARC. ARC là Audio Return Connect. Nó có thể đẩy tín hiệu từ đây về và đẩy tín hiệu từ đây lên. Nó đang có đẩy tín hiệu 2 triệu. Đấy. Trên cái cổng HDMI này và DJI sẽ có cái tùy chọn nó gần giống như cái phiên bản mà các bạn sử dụng cái Phantom 4 Pro Plus ấy. Khi mà 4 Pro Plus nó có cái màn hình thì các bạn hoàn toàn có thể làm được cái việc là tắt cái tín hiệu display từ cái thiết bị này ra đó, mà các bạn sẽ đẩy tín hiệu ra là tín hiệu sạch. Các bạn thấy rõ ràng trên cái màn hình này nè, mình đang có rất là nhiều cái thông số để cài đặt, nhưng trên kia thì không có. Nó áp dụng cho cái việc mà các bạn lấy tín hiệu sạch để các bạn livestream hay làm cái động tác gì đó, mà cái người kỹ thuật bay là khác, còn cái người điều khiển hình là khác. Các bạn sẽ làm được cái điều đó. Nó giống như là các cái thiết bị tiên tiến như là Phantom 4 Pro Plus 1 version 1, 2 và các cái thiết bị tương tự.
này. Tất cả setup và tất cả những thông số nó sẽ nằm ở trong này. Và ở trên kia nó chỉ mỗi cái việc là đẩy hình ảnh lên thôi. Bây giờ mình sẽ bay thử nha. Xe ngang lại cho mình. À, ok. Rồi. Tất cả cái kết nối và cái cài đặt và các cái nút điều khiển thì nó giống nhau cả thôi. Đây là hai cái cần điều khiển này. Rồi, màn hình. Tất nhiên là khi mà đã có màn hình này thì các bạn sẽ không cần cái màn hình này của cái phiên bản cũ nữa. Đây là màn hình trực tiếp của nó luôn rồi. Mặc định và nó đã mở luôn cái này. Rồi, mình cứ mở máy như bình thường thôi. Rồi. Hi. Ok anh. Đây là cái tín hiệu mà họ đã thay đổi. Các bạn thấy này, cái tín hiệu truyền về đây rất là tốt, bởi vì cái màn hình này là màn hình cực tốt, tín hiệu truyền về đây rất là tốt, các bạn để ý không? Rất là tốt. Cái tín hiệu màn hình này nó tốt hơn rất nhiều so với, tất nhiên là tín hiệu màn hình truyền ra nó rất là tốt rồi nè, các bạn thấy đấy, đây là tín hiệu truyền ra này, đây là tín hiệu gốc ở trên cái màn hình, trên cái remote của bạn. Em ơi coi chừng cái máy bay nó ngay cái đầu em kìa. Cẩn thận. Sáng vừa đúng không? Đúng rồi, mà thì đấy là sáng, màu sáng rất là sáng. Mình sẽ, bởi vì mình ngồi ở review ở Tokyo Camera nên mình sẽ review và mình sẽ quay một ít cái đoạn của cái logo của Tokyo Camera cho bạn xem nha. Đây. Quay lưu không gian của Tokyo Camera tại Sài Gòn và Hồ Chí Minh này. Chào các bạn kỹ thuật. Hello. Chào các bạn kỹ thuật này. Rồi giờ chào luôn các bạn đang livestream này. Trong gian toàn cảnh của Tokyo Camera tại Sài Gòn Hồ Chí Minh. Mình có phải chào mình chứ. Ok, mình hạ cánh xuống, mình nói tiếp một số vấn đề nữa. Anh nào? Đây, nói tiếp xíu nữa là xong. Về tổng quan mà nói thì chúng ta có một cái màn hình 5.5 inch, độ sáng rất là tốt và với cái độ phân giải rất là tốt. Các cái phím tương tự, DJI bổ sung thêm hai cái phím, phím back trở về và phím confirm cho các cái chức năng cài đặt và xác nhận. Đây là phía sau. Hai cái stick này các bạn, DJI đã nâng cấp cái phiên bản cái stick này và nó đã khác đi rồi. Nó không còn giống như cái stick của cái phiên bản cũ nữa. Ở đây, ví dụ như cái phiên bản cũ, khi mà các bạn nhìn thấy cái, đây là cái phiên bản cũ này, phiên bản đang bán này, nó là cái đai ốc, nó không phải là cái bu lông. Các bạn nhìn kỹ ha, đây là cái đai ốc, nó không phải là bu lông. Nhưng với cái thiết bị mới này, nó là cái bu lông, không phải là cái đai ốc. Mình tin cái thiết bị cái nâng cấp này là nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho người dùng, khi trong cái trường hợp mà bạn bị mất cái stick này thì bạn hoàn toàn có thể gắn một căn ốc nào đó mà bằng với cái kích cỡ cái này. Mình tin cái này là 2 ly hả ta, 2 ly hay 3 ly gì đó,
Đấy, con ốc này là con ốc 2 ly, các bạn hoàn toàn có thể mua con ốc 2 ly để có thể gắn vào và có thể điều khiển được. Lỡ trong trường hợp cần kiếp lắm mà các bạn mất cái con ốc này thì các bạn hoàn toàn có thể gắn được. Còn với cái phiên bản cũ, khi các bạn mất, không thể nào các bạn tìm được cái con ốc mà nó có cái nội dung như thế này, cái kiểu kết cấu như thế này để các bạn gắn vào đây được. Như thế này sao các bạn lái được? Không thể nào lái được. Rồi. Cho nên DJI đã nâng cấp cái này. Thì thực ra là có vài ý kiến cho rằng là cái này là nâng cấp để hút máu, không phải, chưa chắc. Bởi vì thực tế đây là cái nâng cấp mà nó đáng giá hơn để đảm bảo là lỡ, bởi vì đây là thiết bị rời mà. Thành ra là nếu như có khả năng mà nó bị mất hoặc nó bị thất lạc gì thì các bạn vẫn có thể cứu được bằng cách là đi tìm cái stick khác gắn vào đấy. Các bạn vẫn có thể gắn được. Chứ còn mà với cái phiên bản cũ là thôi thua. Làm sao mà có thể tìm được một cái cần mà nó cấu tạo như thế này mà các bạn làm được? Không thể nào tìm được. À, là cái nâng cấp mình thấy cũng đáng giá mà nó tiện lợi hơn cho người dùng, để nó lỡ có vấn đề gì đó nó vẫn còn an toàn cho các bạn. Rồi, đây là phía sau, đây là phía trước ha, đây là bên hông hồi nãy mình có nói sơ rồi. Nút chụp ảnh, nút nôm na là tăng giảm độ sáng của camera. Đây là nút camera angle, cái camera gục lưng xuống đấy. HDMI này, cái cổng micro SD này, cổng USB Type A này, đây. Đây là cái tải nhiệt của nó. Đây, cái anten này, anten họ thiết kế cũng khá là khoa học và phiên bản này họ thiết kế khá là gọn. Mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem. Mặc định khi các bạn mua cái thiết bị này về, nó sẽ nằm ở đây đây. Một nắp, hai nắp. Và mặc định khi các bạn mua về nó nằm ở đây. Nó sẽ hạn chế thất lạc và nó sẽ đỡ hơn cho các bạn trong việc là giờ không biết bỏ cục này đâu. Bây giờ đây, họ bỏ cũng khá là gọn, nút C1, C2. Bỏ vào đây và kính, khi bạn đẩy lại thì nó sẽ không thấy nữa. Khá là gọn và cũng khá là khoa học. Anten này họ cho các bạn hai cái chế độ. Tất nhiên như thế này thì không bay được bởi vì bạn không bấm nút C1, C2 được. Các bạn cho bạn hai chế độ, hoặc là 90 độ so với mặt đất, hoặc là 180 độ so với mặt đất, nghĩa là song song luôn. Tới đây thôi, không cắt được nữa. Rồi, mặt sau chúng ta có cái loa. Ủa, mình thấy cái mic ở đâu đây mà ta không thấy ta. Ok, cái thay đổi lớn nhất của cái phiên bản này là cái cổng kết nối vừa, đây là cổng đa năng, nó vừa sạc và nó vừa kết nối data vào để có thể update firmware hay là làm cái gì đó trên cái thiết bị này. Thì đây là cổng USB Type-C. Một cái điều mà mình cảm giác là không hợp lý mà nó có phần vội vã của DJI á, ai đó cho mượn cục sạc. Một cái điều mà mình cảm thấy nó hơi vội vã của DJI rằng á, là khi họ bán cái phiên bản này cho các bạn nguyên một cái bộ combo gồm remote mới và cái thiết bị bay mới, cái Mavic 2 này á, Mavic 2 Pro và Mavic 2 Zoom đều có phiên bản này nha các bạn, quả 2 nha các bạn. Thì khi các bạn họ cung cấp cho các bạn, họ sẽ cung cấp cái cục sạc. Mình cảm giác là như thế này là chưa có ổn lắm, bởi vì có lẽ là họ bị vội vàng. Khi mà họ bán cho bạn một cái thiết bị combo dính kèm với cái này thì cái cục sạc này mặc định nó vẫn còn cái cổng kết nối này dành cho phiên bản cũ. Và đây là chân micro USB, nó không thể cắm sạc vào cái thiết bị này được. Song song đó, tất nhiên họ phải có một cái giải pháp khác bằng cách là họ tặng cho các bạn một cái cục sạc quick charge 3. Tuy nhiên là với cái thiết bị của DJI, họ theo cách họ công bố thì cái chức năng quick charge ở trên cái thiết bị này nó chỉ có quick charge 2 thôi, nhưng họ cấp cho bạn quick charge 3. Ok, không sao, quick charge 3 với các quick charge nó tương thích và nó tương thích được với nhau. Họ cung cấp cho các bạn nhiều thứ gắn như bình thường. Họ tặng thêm hai cái stick nữa, có nghĩa là 4, là các bạn có thất lạc thì bạn vẫn còn. Và hai cái stick này là giống nhau. Các cái sách hướng dẫn sử dụng, cánh, bộ sạc tường. Đấy, như mình nói, cái bộ sạc tường này là cái bộ sạc tường tiêu chuẩn cũ. Chúng ta hoàn toàn có thể cắm sạc được cho cái remote cũ với cái chân cắm này. Các bạn sẽ làm như thế này. Nhưng tất nhiên là với phiên bản mới thì bạn không làm được gì đó, bởi vì cái chân cắm đó là chân cắm hai xì. Thành ra là cái chân này là gần như bị thừa, vì trong tất cả các cái kết nối của từ Mavic 2 trở đi, kể cả cái remote của phiên bản mới này, nó hoàn toàn sử dụng cổng hai xì, không sử dụng micro USB nữa. Thành ra là cổng này là bị thừa luôn. Thành ra mình mới nói là mình kết luận là cái này là sự vội vã, không kịp update thiết bị của DJI mọi nhát vào bán luôn, rồi cuối cùng họ phải bù đắp bằng cái cục này quick charge. Đây là quick charge 3. Nhưng cái này mình lưu ý là cái này nó chỉ quick charge, sử dụng quick charge 2 thì nó tương thích với nhau, thì bạn không phải lo điều đó. Đây là công nghệ thôi, tương thích với nhau.
họ cho các bạn một cái cổng USB Type-C từ tay A sang tay C. Tay A là cổng này, và tay C là cổng này, các bạn có thể sạc nó và kết nối nó vào với nhau được. Gì nữa không? Alo, alo có nghe? Hết rồi. Rồi, nguyên bản luôn, tất cả các thiết bị nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ có một cái remote nằm ở đây, cái bộ sạc tường nằm ở đây. Ôi, nó giờ bây giờ nó nhiều thứ quá rồi. Rất là nhiều. Đấy. Cái máy bay nằm đây. Rồi, thế thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream này của bên Tokyo Camera Sài Gòn. Thì cái sản phẩm này bên Tokyo Camera Sài Gòn mình đang sẵn hàng. Và các bạn có nhu cầu mua thì có thể đến trực tiếp hoặc là gọi qua các số hotline ở trên fanpage hoặc là trên web để có thể đặt hàng, hoặc là có nhiều cái thắc mắc và nhiều cái câu hỏi đấy, bạn muốn tham khảo thì bạn có thể gọi trực tiếp để bên mình có thể tư vấn kỹ hơn về cái việc là mua sản phẩm mới, và kể cả khi mà các bạn đang mua sản phẩm ở bên mình đấy, muốn tư vấn, muốn hỗ trợ, các bạn đừng có ngại, hãy gọi ngay cho Tokyo Camera Sài Gòn, bọn mình sẽ nhiệt tình hỗ trợ hết sức đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream. Cái này là hiện tại bây giờ ở Việt Nam bán khá ít và rất là nhỏ giọt, thành ra là đặt hàng mới có nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.